Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái quạt gió giàn lạnh trong xe của xe SYM 550kg đến 750kg. Với cái giàn lạnh của dòng quạt giàn lạnh của dòng xe này thì anh em có thể nhìn thấy nó khá là nhỏ. Nó cũng tương đương nhỏ nhỏ xinh xinh như cái của con Suzuki 750kg. Cái dòng sản phẩm này thì gần như là đến 100% các linh phụ kiện của nó đều là của Trung Quốc. Đây là cái mã sản phẩm của nó. Về phía phần đuôi của quạt thì được thiết kế bằng nhựa ABS cao cấp. Đây là phía rắc điện để anh em có thể đấu sẵn, nó đã có âm dương sẵn đấy ạ. Đây là cái cánh quạt, đây chính là cái chiều gió cánh đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái quạt gió giàn lạnh trong xe của xe SYM 750kg. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.